Ngày 21 tháng 11 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng thư ký Tòa án trọng tài Thường trực Quốc tế PCA Martin Szpelak. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ông Martin Szpelak trúng cử vị trí Tổng thư ký PCA và có chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trong nhiệm kỳ nhân dịp khai trương văn phòng PCA tại Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Việt Nam đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt là nguyên tắc giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, trong đó có việc giải quyết tranh chấp thông qua các cơ quan pháp lý quốc tế. Việt Nam coi trọng và đánh giá cao vai trò của PCA trong việc hỗ trợ quốc gia giải quyết hòa bình tranh chấp quốc tế bằng thủ tục trọng tài. Trong đó có tranh chấp liên quan đến giải thích và áp dụng Công ước Luật Biển năm 1982. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò của luật pháp quốc tế trong giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế trên các lĩnh vực, bao gồm cả khả năng sử dụng cơ chế tài phán quốc tế. Việt Nam sẽ chủ động tích cực và sáng tạo trong việc thúc đẩy hợp tác cùng phát triển với các nước trên cơ sở các quy định và chế định của luật pháp quốc tế. Tổng thư ký Martin Szpelak đánh giá cao cam kết và vai trò tiếng nói của Việt Nam trong thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Với việc hỗ trợ văn phòng PCA tại Việt Nam, Tổng thư ký nhận thấy sự chân thành nghiêm túc của Việt Nam trong việc thúc đẩy các biện pháp hòa bình cho các tranh chấp quốc tế hiện nay, đồng thời khẳng định quá trình phát triển của Việt Nam thời gian qua là hình mẫu cho nhiều quốc gia trên thế giới. Tổng thư ký nhấn mạnh, PCA và chính phủ Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ trong việc giới thiệu về tiềm năng của văn phòng tại Việt Nam, cũng như tích cực thể hiện thiện chí của nước chủ nhà đối với các nước có quan tâm. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao ý kiến này và giao Bộ Ngoại giao tiếp tục trao đổi chặt chẽ với PCA để kịp thời nắm bắt thời cơ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho văn phòng PCA triển khai các hoạt động này.